Bạch tuộc và mực là những loài động vật thân mềm có tốc độ bơi nhanh nhất trong đại dương. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, chắc hẳn chúng ta thì ai cũng đã biết, những loài động vật hay thực vật trên thế giới này cũng đều có những khả năng đặc biệt. Và trong đó thì nhiều khả năng đặc biệt mà con người chúng ta cũng đang mong muốn sở hữu. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu về 10 sinh vật được trời bàn cho những khả năng đặc biệt trong video này nhé. Và đừng rời bỏ màn hình một giây phút nào, bởi vì còn nhiều điều thú vị đang chờ các bạn trong video này đấy. Ngay bây giờ thì hãy cùng admin của Giải Mã đi tìm hiểu video ngày hôm nay nhé. Có thể bạn nghĩ bạn thông minh, nhưng so với những khả năng mãnh liệt trong thế giới động vật thì con người chúng ta còn kém lắm. Và động vật có thể nhìn trong bóng tối, ngửi được mùi của con mồi từ cách xa nhiều dặm và nhận ra các rung động mà con người không thể nào cảm nhận được. Và dưới đây là 10 khả năng phi thường trong thế giới động vật sẽ khiến các bạn không khỏi kinh ngạc. 1. Thị lực của đại bàng. Sở dĩ đại bàng được mệnh danh là chúa tể của bầu trời, khôn ngoan, tinh anh và sức mạnh. Và đó cũng chính là yếu tố mà người Mỹ đã từng quyết định chọn đại bàng làm biểu tượng cho quốc gia này cách đây 200 năm. Và tất cả các loài chim săn mồi có thị lực vô cùng sắc bén, và đây là thứ vũ khí để chúng có thể phát hiện ra con mồi. Nhưng đại bàng lại có sự khác biệt hơn cả về thị lực thiên phú của mình. Theo ước tính của các nhà khoa học, đại bàng có khả năng nhìn thấy các tiểu tiết gấp 8 lần so với con người. Sở dĩ có điều này là do đại bàng có đồng tử lớn để làm giảm thiểu sự nhiễu xạ. Mắt đại bàng về cơ bản giống mắt người nhưng lại hình dạng thì khác xa. Phía sau lưng mắt đại bàng phẳng hơn và rộng hơn. Lưng mắt của chúng ta tạo nên một trường quan sát lớn hơn nhiều. Trên lưng mắt có một phần đặc biệt gọi là hố thị giác. Và hố thị giác của chúng ta thì có khoảng 200.000 tế bào, hình nón trên 1mm, nhưng chưa thấm vào đâu so với đại bàng. Hố thị giác của đại bàng có tới 1 triệu tế bào hình nón trên 1mm. Điều này cho phép chúng có khả năng phát hiện ra con chuột ở cách xa 1,6 km, và điều đó nằm ngoài khả năng của con người. 2. Thằn lằn Giê-xu chạy trên mặt nước. Các bạn đã bao giờ đi trên mặt nước hay là thử chạy trên mặt nước hay chưa? Điều này thì có lẽ là rất khó đối với chúng ta. Thế nhưng loài vật dưới đây có khả năng chạy trên mặt nước với tốc độ nhanh đến chóng mặt, và chúng còn được mệnh danh là thằn lằn Giê-xu. Và đây là loài thằn lằn phổ biến ở Trung và Nam Mỹ, nhất là trong các khu rừng Amazon rộng lớn. Chúng thường sống trong các hốc cây để làm nóng cơ thể. Và khi bị kẻ thù tấn công thì loài thằn lằn này sẽ nhảy xuống nước để tẩu thoát. Đặc biệt ở đây là chúng có thể chạy rất nhanh trên mặt nước, giống như một người có sức mạnh siêu nhiên, đạt vận tốc từ 15 đến 16 dặm trên 1 giờ. Và nếu chúng có kích thước như con người thì con số này có thể lên đến 800 dặm trên 1 giờ. Không chỉ chạy rất nhanh trên mặt nước mà loài thằn lằn này còn có thể nhịn thở 30 phút ở dưới nước nữa đấy. 3. Khứu giác của chó săn. Nhìn đôi mắt của những con chó săn giống như đang ngủ, thế nhưng khứu giác của chúng lại đạt đến trình độ thượng thừa. Chiếc mũi của chó săn nhạy hơn 1 triệu lần so với mũi người. Thế nên đây mới chính là lý do vì sao các chú cảnh sát lại huấn luyện chúng để tìm người mất tích hay là những tên tội phạm lần trốn. Mũi của chó săn có hơn 200 triệu tế bào khứu giác, nhờ đó thì chúng có thể ghi nhớ mùi trong vài ngày liền, cho dù có sự xuất hiện của những mùi hương khác đi chăng nữa. Và khả năng khứu giác đặc biệt cùng với đức tính kiên trì khiến chó săn thực sự trở thành loài chó vô cùng tuyệt vời. Thứ tư, đó chính là báo sư tử. Có khả năng đó chính là nhảy. Báo sư tử còn có một tên gọi khác, đó là sư tử núi hay là mèo sơn. Báo sư tử sở hữu sức mạnh và tốc độ chạy nhanh đến kinh ngạc 50 km/h. Và ngoài khả năng chạy nhanh thì báo sư tử còn nổi tiếng với khả năng đó là nhảy tuyệt vời không kém. Đôi chân sau đầy cơ bắp và những chiếc móng vuốt lớn được tạo hóa ban cho để có cú nhảy đầy uy lực. Và chúng có thể nhảy cao tới 6 m theo chiều dọc và nhảy xa 15 m theo chiều dọc.
Nhờ có những kỹ năng tuyệt vời này thì báo sư tử có thể tóm gọn được con mồi dù chúng chạy sau với khoảng cách khá là xa. 5. Cá mập và khả năng cảm nhận sóng điện sinh học. Nếu mà được chơi trò trốn tìm với cá mập thì các bạn chắc chắn sẽ thua, bởi vì khứu giác và thị giác hoàn hảo lại cộng thêm khả năng cảm nhận điện trường của động vật đã giúp cho cá mập trở thành ông vua của đại dương. Và cá mập có những tế bào đặc biệt trong não cho phép chúng nhận biết trường điện từ phát đi từ động vật khác. Và ở một số loài cá mập, khả năng này hoàn hảo đến nỗi chúng có thể phát hiện ra những con mồi ẩn nấp dưới cát thông qua những tín hiệu điện yếu sinh ra từ chuyển động trên cơ thể của con mồi. Với khả năng này thì cá mập có thể phát hiện ra một giọt máu trong 1 triệu nước biển hay là phát hiện ra con mồi cách đó hàng km. Vì vậy, tốt nhất đừng để bản thân bị chảy máu ở trên biển nếu không muốn trở thành bữa ăn thịnh soạn cho cá mập nhé. 6. Động vật thân mềm, có sức đẩy phản lực. Bạch tuộc và mực là những loài động vật thân mềm có tốc độ bơi nhanh nhất trong đại dương. Và điều này có được một phần là nhờ vào khả năng sử dụng sức đẩy phản lực của chúng. Khi nước chảy vào khoang áo ngoài của chúng thì nó sẽ được giữ lại ở bên trong các lỗ dưới, áp đực và miệng ngậm lại, trừ một nơi mở ra được gọi là phễu. Sau đó thì chúng sẽ dùng sức để tống các tia nước thông qua cái phễu đó. Như vậy thì chúng nhận được một sức đẩy ngược lại đủ làm thân chúng bơi khá nhanh về phía trước. Nhờ đó mà tốc độ bơi của chúng có thể lên tới 40 km/h. Ngoài ra thì các loài động vật này có thể kiểm soát tốc độ và hướng di chuyển cho phép thoát khỏi nguy hiểm nhanh chóng hoặc là đuổi bắt mồi. 7. Chim ruồi và khả năng nhào lộn trên không. Chim ruồi là một trong những loài chim nhỏ nhất. Trong đó, chim ruồi ong hiện là loài chim nhỏ bé nhất trên trái đất với chiều dài chỉ khoảng 5 cm. Tuy nhỏ bé như vậy, thế nhưng chim ruồi lại có một khả năng đặc biệt, đó chính là bay đứng giữa không trung nhờ khả năng đập cánh cực nhanh, dao động khoảng từ 12 tới 90 lần một giây tùy theo loài. Và khả năng đặc biệt này của loài chim ruồi đó là nhờ vào đặc điểm cấu tạo cánh của chúng. Cánh của chim ruồi không giống với cánh của bất kỳ loài chim nào khác. Chúng có thể hoạt động tự do theo chiều hướng của vai để giúp chim có thể bay đứng yên một chỗ, bay lùi và giữ cho đầu chim cố định. Và chúng có thể đạt tốc độ lên tới 50 km/h nhờ vào đặc điểm này. Thêm vào đó thì chim ruồi còn có khả năng bay ngược và lộn ngược. Khi bổ nhào xuống thì chim ruồi bay được quãng đường gấp 385 lần chiều dài cơ thể trong một giây. Và các bạn có thấy không, tuy là một loài chim nhỏ bé thế thôi, nhưng chúng lại có khả năng nhào lộn trên không, giống như là một diễn viên gánh xiếc chuyên nghiệp vậy. 8. Khả năng bứt tốc của báo gepa. Báo gepa là một loài động vật nhanh nhất trên cạn, với có khả năng tăng tốc từ 0 lên đến 120 km/h chỉ trong vòng 3 giây. Và chúng thực sự là một chiếc F1 trong thế giới hoang dã, với đôi chân dài, thân hình mảnh mai, nhẹ và cấu trúc xương sống hoàn hảo, rất thích hợp cho việc chạy với tốc độ nhanh. Và báo gepa gần như là không có đối thủ trong tự nhiên về khoản thí chạy. 9. Rơi và khả năng định vị bằng tiếng vang. Rơi là loài động vật có vú duy nhất biết bay, và hầu hết thì chúng thường thích treo lộn ngược cơ thể trong các hang đá và khi đêm xuống thì mới bắt đầu ra ngoài kiếm ăn. Phần lớn thì rơi thích săn côn trùng và các loài động vật gặm nhấm, ngoại lệ chỉ có loài rơi quỷ thích hút máu động vật. Nhưng có lẽ tính năng ấn tượng nhất của loài rơi đó là chúng có khả năng định vị tiếng vang. Chúng có khả năng tạo ra tần số cao khi bay, sau đó thì sẽ lắng nghe những biến thể tiếng vang vọng lại và từ đó sẽ lần ra vị trí của những con côn trùng đang ở gần đó. Nhờ tính năng đặc biệt này thì một con rơi có thể tóm gọn được khoảng 1.000 con côn trùng mỗi đêm. 10. Bọ hung và khả năng định vị bằng mặt trăng. Mặt trăng mờ hơn và cường độ sáng yếu hơn mặt trời nên sẽ không ai dám chắc có loài động vật nào có thể dùng ánh sáng mặt trăng để di chuyển được hay không. Thế nhưng, bọ hung là một trường hợp ngoại lệ.
và một giáo sư Marie Ducker thuộc Đại học Lund của Thụy Điển đã từng chỉ ra rằng loài bọ hung có khả năng định hướng bằng cách sử dụng ánh sáng từ mặt trăng. Những con bọ hung thường tìm tối đống phân tươi, nặn thứ chất thải đó thành một quả cầu rồi lăn nó đi. Và Ducker và các đồng nghiệp đã phát hiện ra loài bọ này thường treo và đứng trên đỉnh của quả bóng phân ẩm ướt này và bắt đầu nhảy múa. Điệu nhảy này không phải là thể hiện niềm vui mà chúng đang xem xét con đường chúng sẽ đi tiếp. Và khi nghiên cứu sâu hơn nữa thì họ đã phát hiện ra rằng bọ hung còn sở hữu một tài năng mà chưa từng được biết đến trong thế giới động vật, đó chính là định vị đường đi bằng ánh sáng của mặt trăng. Và nó có thể di chuyển thành một đường thẳng duy nhất để bất chấp những chướng ngại vật mà chúng có thể gặp phải ở trên đường đi. Một khoảng trời quang mây thì cũng đủ ánh sáng cho bọ hung định vị. Điểm đặc biệt ở đây đó là loài bọ này sử dụng ánh sáng phân cực của mặt trăng, chứ không phải chính mặt trăng. Và khi các chuyên gia đặt một thiết bị lọc phân cực ở bên trên bọ hung để đổi hướng phân cực 90 độ, họ thấy chúng quay một góc vuông vào những đêm không trăng hoặc là trời quá nhiều mây. Bọ phân không di chuyển theo một đường thẳng và nhóm nghiên cứu tìm thấy các thụ thể đặc biệt trong mắt của chúng. Những thụ thể đó do được ánh sáng mặt trăng phân cực mở gấp 1 triệu lần so với ánh sáng mặt trời. Và rồi chúng ta đã cùng nhau đi khám phá về 10 sinh vật có khả năng đặc biệt mạnh nhất trong thế giới động vật mà con người chúng ta thì ai cũng đang mong muốn sở hữu. Vậy thì các bạn có suy nghĩ gì sau khi khám phá về 10 loài sinh vật này? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận cho mọi người cùng biết nhé! Và nếu quý vị và các bạn thấy video này hay thì đừng tiếc một like và share để ủng hộ cho Giải Mã TV nhé. Và các bạn ơi, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.